Hello, chào các bạn nha. Chúc mừng năm mới. Mình xin có một cái thông báo nhỏ như thế này. Đó là mình mới soạn xong một cái bộ một sách nhỏ, một cái bộ giáo trình nhỏ cho guitar blues. Thì cái bộ sách này được soạn theo những cái kinh nghiệm chơi đàn trước đây, những cái việc đã xảy ra, đã trải qua, những cái việc mình đã được học miễn phí có, trả phí có. Ok, thì cái quan trọng đó là mình muốn làm gọn lại cái quá trình tiếp cận với cái thể loại nhạc này cho những anh, những bạn mà chưa có rành về nó. Thì nó là basic, nó là beginner, rất là basic. Ok, thì cái chi phí dành cho nó cũng nhỏ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu vô bên trong coi thử nó có cái gì nha. Các bạn sẽ thấy trong này nó có 3 phần. Phần đầu là phần luyện tập. Ok, xong rồi tới solo, xong rồi tới đệm. Nó có 3 phần như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vô trong phần luyện tập trước. Thì trong luyện tập này nó sẽ có 8 bài. Mở cái bài 1 ra, các bạn sẽ thấy nè, ở trong này nó có 10 video. Có 10 video nha. Mình mở lên mình nghe thử một cái nào đó đi. Ok. Ok, đó là cái một trong những cái video của 10 cái video này. Các bạn nghe thử thêm cái nữa nha. Đó là cái phần video, rồi sau đó cái phần hình ảnh nó cũng có 10 cái hình ảnh. Rồi sau đó nó có một cái phần backing track. Thì nó có rất nhiều, có backing track dành cho học âm và metronome thôi. Đó, nó có backing track như thế này. Rồi nó có một loại backing track nữa là có đầy đủ nhạc nền, nguyên cái bộ dàn nhạc luôn. Ok. Rồi nó sẽ có cái hợp âm sử dụng, có đầy đủ hợp âm sử dụng luôn. Video mình đã sử dụng bất kỳ khác. Rồi thì cái bài số 2 cũng vậy. Bài tập số 2 nè, cũng có nó có 5 video, có nghĩa là nó có 5 bài đó. Rồi ảnh cũng có 5 ảnh. Backing track có đầy đủ các loại backing track luôn. Ok, backing track, metronome và hợp âm. Rồi có backing track đầy đủ nguyên băng nhạc. Rồi, thì bài 3 cũng vậy luôn. Nó giống y chang về cái việc là có số lượng bao nhiêu bài. Không, nó có số lượng bao nhiêu bài giống y chang tất cả các bài. Rồi bài 4, bài 5 gì cũng y chang vậy luôn. Cái số lượng bài nó có bao nhiêu đó, nhưng mà chất lượng nó sẽ thay đổi nha. Có nghĩa là nó sẽ mức độ khó tăng dần lên, tăng dần đều lên. Ok, bài 5 cũng y chang vậy. Rồi qua tới bài 7, bài 6, bài 6 và bài 8 giống nhau. Có nghĩa là số lượng bài. Cái số lượng bài cũng bao nhiêu đó. Bài 7 cũng vậy nha, bài 7 nó cũng bao số lượng bao nhiêu đó. Mình nghe thử một cái bài của bài số 7 đi. Ok. Rồi qua thử cái mà backing track mình đã sử dụng nha. Đó là cái bài 7. Rồi thì bài 8 nó cũng giống y chang vậy các bạn. Cái bài 8 nó cũng có số lượng bài bao nhiêu đó, mức độ khó tăng lên chút xíu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái phần solo nha. Phần solo, cái chương solo các bạn sẽ thấy ở trong này nó có 6 bài. Ok, mở cái bài số 1 lên. Ok, nó có backing track. Nó có 3 loại backing track. Một backing track là ở 110, 130 rồi lên 140. Đó, rồi bây giờ mình nghe cái video thử nha. Trong này nó có tab, có nốt gì, có đầy đủ hết. Solo. Rồi nghe video nha. Đó là solo 1. Rồi solo 2 nó cũng có đầy đủ y chang như vậy. Nó cũng có đầy đủ về tab, note, backing track. Ok, nghe cái video solo thử một chút. Đó là bài số 2. Rồi bây giờ mình đi qua cái bài solo số 3.
Solo số 3 cũng có video đầy đủ, cũng có tab backing track, có tab note. Nghe thử một đoạn solo nha. Ok, rồi solo số 4. Đó là solo số 4. Rồi, qua solo số 5. Nghe video mình solo. Ở đây nó có backing track rồi đầy đủ. Ok, yeah. Đó là solo số 5. Rồi bây giờ mình qua solo số 6 nha. Solo số 6 này nó sẽ có 3 ảnh nè. Tại vì nó nhiều hơn đó. Rồi, backing track nè, solo, nghe thử một đoạn nha các bạn. Đó là cái phần solo nó có 6 bài. Rồi qua cái phần đệm, cái chương đệm này nó có 4 bài. Ok, rồi nó có hình ảnh, có backing track, có video mình đã đánh. Các bạn nghe thử. Yeah. Ok, đó là bài số 1. Bài số 2 có video, có ảnh, có backing track đầy đủ hết. Rồi số 2 nè. Phần đệm. Rồi, bài số 3 video luôn. Rồi, cái bài số 4, bài số 3, bài số 4 nghe cái đoạn một đoạn thử ngắn thử cái bài số 4 nè. Yeah. Đó. Rất là hay. Ok các bạn, như vậy là mình đã đi qua hết 3 phần trong một cái quyển sách nhỏ này, trong cái giáo trình Guitar Blues này. Mình nghĩ nếu như mà các bạn tiếp xúc được với nó, thẩm thấu được, thì mình nghĩ nó sẽ giúp ích được rất nhiều trong các thể loại khác nữa. Ok, mình hy vọng là các bạn sẽ thích nó.